Chào các bạn, nói tiếp video trước mình hướng dẫn các bạn đo thông mạch và đo điện trở. Video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta đo volt một chiều và volt xoay chiều, là hai chức năng thường dùng của đồng hồ vạn năng. Đây là volt một chiều và đây là volt xoay chiều đây ha. Volt xoay chiều chứ phải là volt hai chiều nha, nhiều người nói nhầm á, volt xoay chiều nha, xoay chứ phải là hai, khác nhau. Rồi, ok, để mà đo được volt một chiều á, chúng ta phải chỉnh về thang V 3 gạch. Đây. Ví dụ chúng ta muốn đo viên pin. Viên pin này là pin 1,2V. Chúng ta phải chỉnh về thang lớn hơn 1,2V ha. Phải chỉnh về thang lớn hơn đó. Thì đây là thang 2V là thang lớn hơn. Đó, thang 2V là thang lớn hơn cái thang 1,2V. Chúng ta đưa hai đầu que vào ta đo. Thật ra thì đo một chiều và đo xoay chiều cũng tương đương nhau thôi. Còn về có cái là đo một chiều phải có cực, đo xoay chiều là không cần cực. Đây. Ra là 1,3V đây mình đang đo ngược ha. Quay đen mà để trên đầu dương nè. Về đó là để đầu âm nè thì nó sẽ ra ngược, nó ra cái dấu trừ các bạn, trừ 1,3 ha, đo đúng lại nè, đo đúng cực lại ha, nó ra là 1,3 luôn ha. Thì nói chung là khi chúng ta đo sai á, nó chỉ là thêm dấu trừ thôi chứ không có gì vấn đề gì to tác, nên ta cứ đo sai bình thường không có gì hết. Ví dụ đây nguyên cell pin laptop chẳng hạn ha, đây pin này hình như còn khoảng 3-4V gì đó, mình đo thử ha, dương vào dương nè, âm vào âm nè. Đó thì hiện tại là không đo được, bởi vì sao? Vì là thang này chỉ có 2V nè, thang này đo được tối đa có 2V nè, chứ khi viên này là khoảng 3-4V, pin này khoảng 3-4V thì chúng ta không đo được, phải chỉnh thang lớn hơn đó. Đây chỉnh qua thang 20V, ta mở ra rồi mới gắn vào lại mới được ha. Rồi, mở ra ta xoay lại, rồi ok, nó để lại gì về không rồi nè, ta mới gắn vào lại nè, gắn vào ve đo lưu lại nè. Đây 3,9V ha, 3,9V là khoảng 4V ha. Đó. Phải chỉnh qua thang lớn hơn ha. Nãy thang 2V đo đâu được, chỉnh qua thang 20 đo mới được. Đó. Đó là cách chúng ta đo pin, coi như đo ắc quy cũng tương tự ha, đo ắc quy cũng đưa vào đo thôi. Được cái gần đưa hai cái này vào hai cực ở đây đo thôi, rất là đơn giản. Đó là những vậy hai chức năng đo volt một chiều. Còn về chức năng đo volt xoay chiều á, thì ta phải làm như thế nào? Thì mình khuyến cáo các bạn luôn. Thì đo volt xoay chiều á, chúng ta nên để thang lớn nhất ha, 750 đi ha. Rồi ok, mình sẽ đo cho bạn xem. Rồi ok các bạn, đây là thang 750V xoay chiều. Thang có chữ V ngã này ha, V ngã là xoay chiều đó. Rồi chúng ta sẽ điện HV này nè, điện thế cao ha, 2V là điện thế cao. Thì ok ha, mình sẽ đưa hai cái đó vào ta đo. Chúng ta nên giữ an toàn ha. Thì khá nguy hiểm, chúng ta giữ an toàn. Đây không lên gì hết, lên hơi bị kỳ đúng không? Tại sao lại lên như vậy? Tại vì mình không giữ được cái que này nè, nó dính vào cái ổ điện nên nó sẽ lên cách gọi là nhảy lung tung. Để lại đây 220, 216, 18 ha. Rồi ok ha, nói chung cái thang đo này thì nó sẽ nhảy hơi bị lung tung một xíu. Về một thứ nhất là vì que đo chúng ta không tiếp xúc ổn định với cái ổ ghim, hai nữa là vì cái volt xoay chiều này nó luôn thay đổi theo thời gian, các bạn không có đứng im được. Một khoảng 210 mấy là ok. Thì dụ đây là cái cục sạc laptop mình, ví dụ ha, đây là cục sạc laptop, đây là cục sạc laptop của mình nè, thì nó sẽ ra điện thế á, thì khoảng là 19,5V ở đây. Đây ra điện thế nè. Đây, điện vào nó là 240, phải từ 100 tới 240. Điện ra nó là khoảng 19,5V đi ha. Rồi, mình nếu ta muốn kiểm tra cục sạc này á, còn xài được hay không, chúng ta làm sao? Chúng ta dùng chức năng đo volt ha, dùng chức năng đo volt, đây cái mẹo. Để đo được cái kiểm tra được cái cục này sống hay chết ha. Chúng ta dùng cái thang đo volt một chiều của bạn. Thì hiện tại đây là nó ra khoảng 19,5V đó, thì mình sẽ chỉnh qua cái thang 200V đi. Chỉnh qua thang 200V, tại vì nếu chỉnh 20V thì nó sát quá rồi, mình chỉnh qua 200 thôi cho nó rộng ha. Rồi chúng ta sẽ cắm cái ổ ghim này vào và trong cái ổ ghim. Rồi đây là cái đầu ra của nó nè, để biết được cái đầu ra này có điện hay không á, là còn dùng được hay không á, ta sẽ dùng là như sao, ta đo cái đầu ra. Thì thật ra bên trong nó, bên trong á, nó sẽ có một cái jack bên trong và bên ngoài nó là cái jack âm. Đây để đối với cái đuôi này nè, thì bên trong nó là dương, đây chọt bên trong là dương ha, và bên ngoài là âm. Đây mình cầm cho nó sao cầm đây ta, đây dương như vậy ha, như vậy đây và như vậy vô, để ra 19V ha, đúng luôn, thì 7V ha. Rồi ok, vậy là cái này đo được, cái này vẫn còn dùng được, cục sạc này vẫn còn xài được ha. Rồi đó là một cái mẹo chúng ta đo kiểm tra những cái bộ nguồn ha. Rồi video mình cái này kết thúc. Bạn nào còn thắc mắc gì hoặc là chúng ta muốn đo cái gì nữa, chúng ta cứ comment ở dưới đây, mình sẽ giải đáp cũng như là rút kinh nghiệm những video sau. Chào các bạn.